cầu thủ Thái Lan ném huy chương bạc và linh vật SEA Games. Trung vệ Thái Lan Jonathan Khemdee hứng chịu nhiều chỉ trích khi ném linh vật và huy chương bạc bóng đá nam SEA Games lên khán đài sau trận thua U22 Indonesia ở chung kết tối ngày 16 tháng 5. Khi lên bục nhận huy chương, cầu thủ Thái Lan không đợi các quan chức trao huy chương và linh vật, tự động lấy ở khay trong sự ngỡ ngàng của cô gái bê khay đồ và ánh mắt không hài lòng của thành viên ban tổ chức. Khemdee sau đó bước tới khu khán đài nơi một nhóm cổ động viên Thái Lan đang đứng, ném cả linh vật và huy chương lên. Đoạn video ghi lại các hành động không đẹp sau chung kết SEA Games 32 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hành động của cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan và Đan Mạch không chỉ khiến fan Thái Lan mà dư luận Campuchia, chủ nhà SEA Games 32, tức giận. Quốc vụ Khanh Bộ Thông tin Campuchia Chum Kosal yêu cầu Thái Lan giáo dục lại trung vệ Jonathan Khemdee vì hành xử thiếu tôn trọng Campuchia. Jonathan Khemdee đã lên tiếng giải thích rằng anh tặng huy chương cho người quen, tuy nhiên, lời giải bày của cầu thủ sinh năm 2002 không thuyết phục được người hâm mộ. Ngay sau trận thua U22 Indonesia, Khemdee bị cổ động viên nhà chỉ trích vì tuyên bố sẽ không khoác áo bất kỳ đội tuyển quốc gia nào của Thái Lan nữa. Trong trận gặp Indonesia tối ngày 16 tháng 5, trung vệ này là một trong hai cầu thủ bị đuổi ở hiệp phụ khiến đội bóng chỉ còn 8 người trên sân. Sau trận, Khemdee cho rằng trọng tài bắt không tốt khiến các cầu thủ ức chế dẫn tới hai vụ ẩu đả. Hành động của Jonathan Khemdee khiến hình ảnh tuyển U22 Thái Lan thêm xấu xí sau trận chung kết bạo lực với Indonesia tối ngày 16 tháng 5. Trong trận chung kết SEA Games 32, một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Thái Lan đã tràn sang khu kỹ thuật Indonesia ăn mừng khiêu khích khi đội này gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu dẫn tới vụ xô xát đầu tiên. Sau đó, khi Indonesia nâng tỷ số lên 3-2, cầu thủ, ban huấn luyện hai bên lại hỗn chiến khiến trọng tài phải rút 5 thẻ đỏ. Trong trận, các cầu thủ Thái Lan nhiều lần mắc lỗi và nhận thẻ vàng. Sau vụ ẩu đả tai tiếng, ban huấn luyện Thái Lan đã xin lỗi phía Indonesia và hai bên giảng hòa. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ và tuyên bố sẽ phạt nặng những cá nhân có liên quan tới vụ ẩu đả. Đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng cho biết ban kỷ luật sẽ điều tra và đưa ra các án phạt tiền, treo giò với các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện hai bên. Jonathan Khemdee đón sinh nhật 21 tuổi hôm 9 tháng 5. Được đánh giá là ngôi sao tương lai của tuyển quốc gia Thái Lan. Trung vệ trẻ có thể chơi vị trí hậu vệ cánh phải hay tiền vệ phòng ngự. Năm ngoái, Khemdee và các đồng đội cũng thất bại ở chung kết SEA Games 31, thua 0-1 trước Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.